Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Wolfsburg và câu lạc bộ Dortmund. Đây là trận đấu thuộc vòng 13 giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga và sẽ được diễn ra lúc 21 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11, và ở trận đấu này Wolfsburg sẽ đón Dortmund trên sân nhà. Và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FV88 đưa ra thì đội khách Dortmund sẽ chấp cho chủ nhà Wolfsburg với mức kèo là 0,25, mức kèo phải hạ xuống còn là đồng banh và tăng ở nửa trái. Mức tài xỉu của trận đấu này là 2,75, ba trái và 2,5 từ tiền biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, mong các bạn cho mình xin một like video, một share kênh nhé. Năm lần chạm trán gần nhất của Wolfsburg và Dortmund thì Wolfsburg toàn thua cả 5 trận cho Dortmund. 5 trận thi đấu gần nhất của Wolfsburg thì họ thắng 2, hòa 1, thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Dortmund thì họ thắng 3, thua 2. Và ở trận này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa chủ nhà Wolfsburg trận này. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Wolfsburg đỉnh giá là cửa dưới, nhưng mà Wolfsburg có thể hiện tại thì cũng không phải gọi là thủ hoàn toàn quá yếu hơn so với Dortmund nữa các bạn. Thứ hai là trận đấu này Wolfsburg có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba là nếu trận đấu này mà hai đội có hòa nhau thì chúng ta chọn cửa Wolfsburg chúng ta vẫn thắng được nửa kèo. Biết đâu với lợi thế sân nhà cộng với phong độ thời gian này cũng khá là ổn định thì Wolfsburg họ sẽ có lần đầu tiên đá bại được Dortmund sau 5 lần chạm trán liên tiếp không đến một chiến thắng hay sao. Cho nên mà nào tin tưởng mình, các bạn ưu tiên đi cửa chủ nhà Wolfsburg được chấp đồng nửa trong này. Và cái mức tài xỉu của trận đấu là 2,75, ba trái và 2,5. Thì mặc dù là những lần chạm trán gần đây thì hai đội chỉ có từ 2 bàn thắng trở xuống mà thôi, nhưng mà cái phong độ của Wolfsburg lần Dortmund thời gian này cũng đang khá là ổn định, cộng với hiệu suất ghi bàn khá tốt. Mình đi đón trận đấu này sẽ có tỷ số là 2-1 như vậy cho Wolfsburg, hoặc là 3-1 cho nên các bạn hãy là ưu tiên đá cửa tài trong này. Còn mức hiệp 1 hay mức kèo đồng banh và tỷ số là 1,25 thì hiệp 1 các bạn hãy là đá chủ nhà Wolfsburg nếu như có mức kèo phụ được chấp đồng nữa. Và các bạn đá tài 1,25 và là canh tài hiệp 1 hạ xuống khoảng 0,75, hoặc là một trái thì bạn vào tài. Mình đi đón hiệp 1 ít nhất có 1 bàn thắng được ghi, ưu tiên đá tài hiệp 1 trận đấu này. Và tóm lại trận đấu khuyên các bạn cho Wolfsburg đá tài hiệp 1 cũng vậy. Và cảm ơn FV88 đồng hành cùng mình ở video này. Xin chào, hẹn gặp lại.